Hello, xin chào Hello, chào con, bác. nghe rõ không? Úp sọt mình quá giống như Cháu vụ nghe Kiên Giang chơi anh Trần Hòa Bình nhỉ. Hello, nghe rõ hả? Ok, Vâng. để bác cho cái bàn lên chút. Rồi, ok, thì nói như vậy, không biết, bác không biết ha. Cái anh chàng mới lên đó, tên là Lê Thương Lê Thiết gì đó, hồi nãy giờ bác thì bác cũng không rành lắm, nhưng mà có điều nói về vấn đề tham nhũng thì hay xoáy vào vấn đề tham nhũng, thì bác nói cho con nghe này, bất cứ ở một cái xã hội, một cái tóc tai tôi nó vẫn đứng trên trời trời hết đẹp trai rồi thì Đứng lên cũng đẹp trai mà. nói như vậy đã là gọi là xã hội, thì đã kết cấu thành một cái xã hội, một cái tổ chức xã hội, thì trong đó đương nhiên nó phải có nhiều cái vấn đề vừa tích cực vừa xấu vừa tiêu cực, nói chung là hầm ba đằng sáng cấu cả. Nó lấy cái tiêu chí gì để mà nó so sánh về Việt Nam mình là coi như là tham nhũng nhiều, và tao thấy thì như là cái ông Nguyễn Phú Trọng nhà mình thì coi như là đốt lò, có một cái tiêu chí coi như là đốt đốt lò gì đó phải không, tất cả những người nào tham nhũng có chức có quyền là đều vào đó hết, nằm phải không, không sớm thì muộn thôi đúng không. Thì cái điều đó là có điều minh chứng hùng hồn rằng là Việt Nam mình đang diệt trừ tham nhũng, cái điều đó chắc chắn rồi đúng không. Nhưng mà bây giờ nói với thằng Lê Thương là nó có lấy cái tiêu chí gì kêu bắt kêu bằng con quá nhỏ đúng không, nó là đáng con thôi, con cháu thôi, thì con lấy cái tiêu chí gì mà để mà con nói là Việt Nam mình coi như là tham nhũng nhất thế giới, hay là con lấy tham nhũng tiêu chí của Mỹ, tao chắc là mày đã ham Mỹ rồi đúng không. Tao dòm nó, tao biết rồi, nó lấy tiêu chí của Mỹ như vậy rồi, tao cho mày coi. Nước Mỹ phải không? Rồi ok, tao sẽ cho mày coi những cái thành phố và những đây. Nó một cái tiêu ở đây. Đây. Đọc rõ không? Đọc được không? Tao đọc cho mày nghe. Ở đây một bên là để chữ ban, một bên là những cái công chức là những người làm trong nhà nước bị kết tội. Dân số rồi công chức bị cái tội trong 10.000 dân, cái là tỷ là chia phần trăm rồi đó, hiểu không? Thì ở đây có những cái bang mà gọi là có những hối lộ là Colombia nè, Louisiana nè, Illinois nè, Tennessee nè, New York nè, Pennsylvania nè, Virginia nè, Ohio nè, New Jersey nè, Chicago nè, Florida nè, Texas nè, Colorado nè, đó nhiều lắm, nhiều lắm, Colorado rồi, rồi Florida nè, Texas nè, California, đây đây là những công chức bị hối lộ nè, công chức nha, 1.159 người ở bang Columbia, Louisiana 1.202 người, Illinois 2.102 người. Thôi sao đọc phải mỏi mệt quá, như vậy là cho mày hiểu là ở nước Mỹ là mỗi tiểu bang, một tiểu bang không là bao nhiêu, đây là công chức nha, công chức nhà nước nha, thấy chưa, thấy chưa, công chức không, ấy da như thế thì quá tệ rồi, phải không, đúng chưa, còn gì phản biện nữa không, còn cái gì để nói là rồi ok, thấy tiêu chí của con là coi như là bác phản biện lại con, là con lấy tiêu chí của Mỹ phải không, thì cho con biết là Mỹ là như vậy, nó khủng khiếp hơn Việt Nam mình rất là nhiều lần, nó gấp tỷ lệ khoảng cả trăm lần, đã gọi là xã mà hội. cái vụ hồi ông nào tham ô tham nhũng mấy chục triệu đô la kia nó kìa Trời bác. ơi, thứ thứ gì là không có con, rồi nó vận động bầu cử không, nó đã lấy rồi, nó đã tham nhũng rồi. Ở trong cái thời kỳ Donald Trump là nội cái vận động hành lang là bầu cử không, hay là coi như đã tham nhũng rồi. À, tham nhũng của nó biến thể là nó làm nó chạy, nó rất lách luật á. Nó biến thể thì mày nghe như cái đài đối vũ nói rồi, cái quỷ mẫu, cái quỷ coi như là nó cấu kết rồi, xong nó nói là cái mà dễ nhất là nó coi nó mở một cái vấn đề từ thiện đó, nó núp lùm ở trong đó đã khác thôi, mình nói như vậy để cho mày hiểu rằng đó, tao đưa cho danh sách rõ ràng cho mày coi đó, bảng xếp hạng 13 bang tham nhũng nhất của nước Mỹ, ok, thì thấy lấy cái gì nữa không, có nghĩa là không, tao so sánh mày, tao biết mày cuồng Mỹ mà cho nên gì đó. Em quên nữa, không biết Lê Thương có biết bác không, bác là ở Mỹ Lê Thương à, bác không ở Việt Nam, thì tao muốn nói là cái tiêu chí của nước Mỹ là cái gì vậy đó. Ok,
bây giờ bỏ điều đi, mình không muốn nói chuyện đó thì đừng bao giờ còn lại nói những người dân Việt Nam mình á, thì thu lấy thuế rồi lấy đất rồi kia. Mày nói hoàn toàn không có căn cứ, mày không có căn cứ, mày nói là phải có căn cứ. Thường thường á, tao đã tìm hiểu rồi, những người dân bị mất đất á, là toàn là dân quan không à, dân quan đây là dân quan, là dân tham á, chứ không phải là dân hay. À, thậm chí tao đã từng nói lại rồi á, tao có một cái chứng kiến, có một cái video lâu lắm rồi tao không biết để đâu, có thí dụ như ở một cái dãy đất đó, thường thường không có con mẹ trên đời bình đường, thí dụ như nó có cái dự án mà nó rò rỉ mà nó lòi ra ngoài sớm á, dân trong đó làng nó biết á, là bắt đầu rụ và ban đêm nó xây nhà mày. Mà nó xây nhà cấp 4 mà nó xây cái một đêm mà có cổng nè, có đường vô nè, có cái mặt tiền, có cái mặt tiền nhà đàng hoàng, nhưng mà cái đuôi thì không có, có ghe, có bức tường đâu bà, đi chi để nó lấy cái tiền bồi 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 thường cho nó cao lên, thay vì miếng đất trống thì thí dụ là 20 triệu, nhưng mà nếu có cái nhà hiện diện, có cái cổng mà là đền 200 triệu. Mà thiên hạ ban đêm vậy, đêm khuya 1-2 giờ trời ta ngủ hết rồi, chở gạch chở đá vô y xèo xây lên, sáng là thấy 10 căn trần dần đủ, mấy nhiều khi trong xóm là người đi tắm hết hồn luôn á. Đó là dân gì, mày dân tham mấy dân gì, rõ ràng Chính xác rồi. chính xác luôn, nó có video luôn. Rồi ban đêm sụp hì hụt kéo rồi mà xi măng gạch đá các cái vô xe xe chớp nhoáng, rồi mà lên chi sáng mai trở thành cái nhà cấp 4, rồi tao lại luôn á, rồi nhiều nhiều lắm, rồi trồng cây ăn quả đất thổ cư rồi đất nó canh tác rồi vậy đủ mà, thí dụ nhà giải phóng mặt bằng ở chỗ đó đủ mà, thì đất ruộng thì đủ đi như bồ sừng ít không đủ má. Anh trồng cây vui lắm, anh trồng cây mà anh bứng cái cây đầu anh chung vô cây hàng 100.000 cây vậy đó đủ, mới sáng hôm sau 2 bữa sau cây nó héo chết mẹ hết trơn rồi. Tiếu lắm kìa, nó nhiều cái nó vô duyên rồi nó làm rùi bu lắm kìa, có nghĩa là dân đây là dân tham 100%, rõ ràng ở đây không bao trừ bao gồm nha, có riêng là có quan thật nhưng mà hiếm hoi lắm, chứ không có cái chuyện đó đâu, đa số vậy. Mà tụi này là ta không hiểu thằng này nó bất mãn gì cái xã hội như Việt Nam như thế nào ta không biết. Ê, nó không hiểu tên như bà ta nói rồi, nghe hầu như tụi bay toàn là nói láo bị đặt không à, thôi bỏ vụ đi, tụi này là tụi có những cái phần tử không đáng nói. Bây giờ tao thông báo tụi bay nghe, tao mới đọc cái những cái tin ở Việt Nam mà thấy mình mừng mừng là cái chỗ này nó có những cái mà mình nghĩ ở Mỹ thôi, hoặc là những cái hãng xe, những cái hãng mà nổi tiếng của Mỹ mới là ghê, cái hãng đi Tesla rồi Ford rồi những cái hồi ta bây giờ hồi đại, thì bây giờ ở Việt Nam mình có một cái công nghệ mà của bọn trẻ tụi nó rất là hay, tụi kỹ sư điện tử của Việt Nam mình ra trẻ không thằng nào trên 30 hai mấy tuổi 30 tuổi không à, trẻ mắng à, chế tạo được một chiếc xe không người lái giống y chang như Tesla vậy, có nghĩa là cho ghi số điện thoại trong vòng thử nghiệm đây ta cho mày nghe đó. Nói chung là đối với Việt Nam mình đó, đồ đó đó là một đất nước mà mình nhớ kỹ nha, chưa có một đất nước nào mà mình cảm thấy là nó vượt trội, có nghĩa là trong trong thời gian ngắn đây. Để tôi cho từ bài ca nghe. Sẽ không cần chạm vào vô lăng, xe vẫn có thể chạy trên đường, tránh vật cản hoặc dừng xe khẩn cấp. Đó chính là những sáng kiến hết sức thông minh được nhiều hãng xe nổi tiếng trên thế giới ứng dụng và cho ra đời ô tô tự lái. Những tưởng những phát minh này chỉ có ở thế giới, nhưng giờ đây thông tin vui mà tin tức Mekong vừa nhận được là tại Việt Nam đã xuất hiện một chiếc ô tô tự lái đầu tiên đang được nghiên cứu và thử nghiệm. Ai là người đã làm nên điều tự hào đó? Mời quý khán giả cùng tìm hiểu ngay sau đây. Chiêm ngưỡng xe ô tô tự lái đầu tiên ở Việt Nam. Thoạt nhìn ở bề ngoài, chắc chắn chúng ta có thể nghĩ đây là một chiếc xe ô tô bình thường như hàng trăm ngàn chiếc khác đang có tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều khác biệt thực sự đang nằm phía trong xe. Một nhóm các kỹ sư công nghệ rất trẻ tuổi của FPT Software đang nghiên cứu, lập trình, tích hợp và ứng dụng những công nghệ tiên tiến như thuật toán tìm đường, lên kế hoạch di chuyển, mô phỏng hành động của con người. Ngoài việc phát triển phần mềm, các kỹ sư còn thiết kế lại hệ thống vô lăng để phù hợp với hệ thống máy tính điều khiển. Chính vì vậy, xe có thể hoàn toàn tự động chạy trên đường với tốc độ 25 km/h mà không cần có tài xế điều khiển. Xe có khả năng tự canh làn, chủ động rẽ trái, phải theo vạch đường. Con nghe rõ không? Đó. Ok, tuyệt vời quá phải không? Thường thường tôi à, quá tuyệt vời. Thường thường tôi nói Việt Nam mình không có làm con ốc con vít gì trơn á, đúng không á? Mà bây giờ là vậy đó. Mà thấy không? Mà mình muốn nhấn mạnh một cái điều này là Việt Nam mình mới phát triển nha. Mới phát triển cao lắm, năm nay là khoảng chừng 20, 22, 23 năm thôi. Không, 10 năm thôi, chính thức là 10 năm thôi. Có phát triển thực tế mà đưa khoa học công nghiệp vào đời sống của nhân dân đó. Vâng, 10 năm thôi. À, 10 năm. Đấy, mà nó đã là như vậy rồi. Nó đã là như vậy rồi.
công nghệ ủa sao nó lặp lại ta công nghệ khoa học công nghệ thông tin vào phục vụ cho đời sống như khoa học thì trong vòng 10 năm nay thì sao nó tiếng nó vang lại con à? Thưa bác cứ nói đi, bác chia sẻ đi. À thì ý ta, muốn nói là cái điều này có nghĩa là Việt Nam mình hiện giờ là quá tuyệt vời. Tuyệt vời ở cái chỗ là bọn trẻ bây giờ nó rất ư là thông minh, chạy kịp theo cái đà tiến hóa của các nước văn minh. À, thế rồi thì vượt bậc giống như kiểu như là nước rút vậy, có nghĩa là mình cảm thấy là mình hãnh diện về cái đất nước của mình thế thôi. À, nó còn nhiều cái vấn đề nữa lắm nhưng mà mình không tiện nói ra đây. Thí dụ như là ở thị trường thế giới thì những cái loại xe Vinmark rồi smartphone rồi xe hơi VinFast đó, nói chung là đã xâm nhập thị trường thế giới. Tại làm sao chúng ta được không hãnh diện mà moi móc vào cái chuyện rùi bu những cái chuyện lặt vặt vảnh và còn cá đêm cá độ cá riết lên đây nữa, tao thấy tao rất là buồn cười. À, buồn cười ở cái chỗ là nó ấu trĩ. Đất nước nào lại không có, đất nước nào lại không có cái chuyện mà tham nhũng. Đúng không? Không có đất nước nào mà không có tham nhũng cả, chỉ có nhiều ít mà thôi. Đó thì tao đã dẫn chứng cho mày coi rồi đó. À, Lê Thương thì chắc bớt bác mới nghe thôi nhưng mà có lẽ nên nếu mà ở trong nước thì mày nên ngồi nghi suy nghĩ lại. Ở chung quanh khu vực mình cách đây khoảng 50 năm về trước mà sẽ thấy cái điều khác biệt. Thí dụ là vậy, chẳng hạn như trên tay mày vẫn cầm cái smartphone, mày vẫn có những cái xe, mày đi vẫn đầy đủ, xe hơi chạy đầy đường đại khái vậy thì mày cảm về cảm thấy đất nước phát triển, cầu đường, cầu vượt. Đúng không? Có cái gì đâu phải, tôi thấy tao không hiểu mày bất mãn cái gì. Còn nếu mà muốn bất mãn cái gì đó thì mày kêu điện thoại mà nói thẳng với tao. Và tao nói với mày nghe, tao hiện giờ tao đang ở nước Mỹ, không phải ở Việt Nam. Và tao nhận thấy quê hương tao phát triển, tao rất là mừng. Trong khi đó nó bị nó ngược cạo ở chỗ là mày ở trong nước là mày không mừng theo những cái người dân đang mong muốn phát triển mà mày đi ngược lại. Thì bây giờ mày rõ ràng là mày chỉ có nói là mày cái chê bai Việt Nam mình tham nhũng không à, đúng không? Thì tao dẫn chứng cho mày rồi đó, nước Mỹ nó còn ghê hơn, ghê hơn nhiều, đúng không? Tất cả những cái chuyện gì nước Mỹ nó còn hơn mình cả. Giết người à? Đồ như ngóe, bullet hả? Cãi, bắn. Việt Nam đâu có mấy cái chuyện ở đâu. Rất là... Đúng không? Thành ra ta chỉ khuyên mày một cái điều. Ở đây là bác khuyên nha. Bình tâm nghĩ lại. Đừng chống phá nữa. Nếu còn chống phá nữa thì sau này cái hậu quả thì sớm người con muốn gánh lấy thôi. Là bởi vì không phải là người dân đâu, nhưng mà con sẽ là phạm luật. Rồi phạm luật sẽ dấn thân vào cái chuyện lao tù, rồi sẽ khổ sở gì gia đình. Bởi vì không ai chấp nhận. Ở nước Mỹ thì cũng vậy thôi. Bằng chứng là cái nội giác cái lá cờ không, mà lên điện bắt Capitol mà thấy chưa. Bây giờ là người ta đã truy lùng thôi. Chưa làm gì hết trọi đã. Người bây giờ truy lùng quá trời luôn. Bắt người Việt, cảnh sát Việt cũng bắt luôn, Trân Biểu cũng bắt, nói chung là tất tần tật bắt tào lao. Thành ra thì bắt chỉ lên nói ngắn gọn vài câu thôi để cho nó hiểu được đâu là nơi yên bình nhất thế giới. Và ta cũng đã từng nói rồi, ta là một người Việt sống ở bên nước Mỹ này cũng lâu năm lắm rồi, mà ngay bây giờ đây cũng ao ước một cái vé máy bay về Việt Nam, nhưng mà có được đâu. Bởi vì cái hộ chiếu Việt Nam bây giờ gọi là hộ chiếu vàng rồi. Đâu phải là muốn về là được. Đâu có đơn giản như mày nghĩ vậy. Đúng không? Là tao nói là một hai nữa nè. Những cái năm thập kỷ 90 hoặc là 80, có thể là một năm như vậy thì về mùa Tết á, thì có thể là vài ngàn người về khắp năm châu bốn biển về. Đó là những người nhớ nhà tao về. Nhưng mà cái chỉ số nó càng ngày nó càng tăng lên. Và cái năm 2020 này cả triệu người về, vài triệu người về. Mày thấy rõ ràng không? Người ta hiểu là người ta về là gì? Người ta về là về gia đình, về ăn Tết quê hương, và người ta về ta mừng vui với cái sự phát triển của đất nước. Nếu mà đất nước mình mà nó bệ rạc mà nó nói như mày kiểu như là giống như là móc bọc ni lông ăn thì tôi hỏi mày ta về làm cái gì? Và hiện giờ đất nước mình đang phát triển thì người kiều bào hiện giờ trên năm châu bốn bể họ ai cũng muốn về cả. Nếu không có cái dịch này tao tiên đoán tệ lắm, phải 3-4 triệu người về, 2-3 triệu người về.
chứ không phải còn le que được mà mấy 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 ngàn người về đâu, mấy về đâu, đúng không? Ok, bác chỉ nói vậy thôi, ngắn gọn thôi. Đó là tao đã dẫn chứng mày hai, tao phản biện hai ba cái vấn đề đấy. Rồi sao con? Thôi, Lê Hương có một vấn đề, nó nói là không thấy người dân Việt Nam khổ à, sống khổ, bị quan tham ô tham nhũng bóc lột. Thế người dân ở các nước trên thế giới hiện tại có khổ không, có được sung sướng như người dân Việt Nam không? Đó là hai. Ê, tao nói cho mày nghe nè. Ngay tại thời điểm này người dân ở nước Mỹ đang khốn khổ, và thậm chí những cái người mà không có nhà ở luôn, bởi vì kinh tế bị suy sụp và người ta không có việc làm. Và không có việc làm mà biết 90% dân ở Mỹ này đều là đi mướn nhà, và nếu mà anh không trả tiền bill là nó đuổi ra khỏi nhà thôi. Bởi vậy càng ngày sau khi cái dịch bệnh này đã phát xuất ra là hầu như là homeless đã tăng cao. Người ta đi ngủ đường, ngủ chợ, ngủ gầm cầu. Mày biết rõ ràng là mày đi vô cái YouTube của con Phượng Kali đó mà thấy trời ơi, nó đi chuyên môn quá trời quá đất luôn. Mà người Việt đó nha, ta chưa nói là người Mỹ, người Mỹ có, người Việt có. Đó, đó là cái thảm cảnh. Nhờ tao chưa thấy người Việt mình ở Việt Nam mình chưa ai ngủ gầm cầu bây giờ. Hoặc là ngủ ở mày hiên nhà ta. Đó, thậm chí tao cũng biết là ta, bởi vì năm ngoái tao có về bệnh 4 tháng thì tao thấy là cái bà bán vé số hoặc là người đã bán vé số ở Việt Nam họ cũng mướn được cái nhà trọ họ ở, hoặc là hai ba đứa ở chung một cái để share tiền để cho rẻ. Nhưng mà thực tế ở dưới quê họ có nhà bự lắm nha mày. Thí dụ như ở An Giang, Tiền Giang hay là ở Long Xuyên gì đó, tao lên thành phố tao bán vé số tao cho, nhưng mà ở dưới quê tao vẫn có cờ nhà cửa đàng hoàng, chứ không phải không vô gia cư. Còn ở bên Mỹ là đúng nghĩa là vô gia cư thiệt á. Thấy rõ ràng không? Có nhiều đứa nó kéo vô rừng nó ở, không có nhà ở ngoài, bị cảnh sát nó đuổi vô rừng ở luôn. Đó, mày vô mày coi đó, Phượng Cali đó, USA. Đó, rõ ràng. Đúng thế. Gần Tết rồi, người dân ở trong nước người ta nô nức chuẩn bị Tết này, sắm sửa Tết này, chuẩn bị làm nhà, làm cửa sơn nhà, cọ nhà, chuẩn bị nói chung là... Đúng rồi, nó có không khí Tết. Còn ở bên Mỹ này thì không, bởi vì cái Tết là Tết của người Việt chứ không phải Tết của Mỹ. Thậm chí Tết cùng tao nói đi nói lại hoài, cái đời sống bên nước Mỹ này đời sống công nghiệp, con hiểu không? Vì cái đó nó không cần Tết của nó, Tết Tây, Tết dương lịch đó. Mà nếu cái hãng đó mà nó bị kẹt hàng hoặc là có gì nó cũng bắt kêu mày đi làm luôn, là mày không được quyền nghỉ. Đừng nói vậy. Còn ở Tết Việt Nam khác à, Tết Việt Nam nó có cái hương vị như bác ở đây là mùa Tết bác có một mình thôi. Nếu mà nhớ Tết quá thì chạy ra chợ mua rồi mang tét vô ngồi gặm, mà tôi hỏi là cái thứ gì mà ăn một mình cũng không có ngon cả. Rồi bởi vì nó không có không khí. Bởi vì chỗ đó không có cái gì ngon cả. Thì thôi ok, được bác xuống chừng nào mà nó có cái gì đó mà nó cảm thấy nó, thì tao là người nước ngoài, tao cũng giống như tao không phải là người trong nước, nhưng mà tao thấu hiểu được những cái mà tình cảm của người dân xa xứ. Để lên tao nói cho mày nghe vậy đó. Ngay tại thời điểm này, và tao nói cho mày nghe là ở đây có một cái phóng sự của VTV nó đưa lên đó, có nghĩa là những người dân mà đi du lịch về Việt Nam mà lỡ bị kẹt không về được, xử họ không có chuyến bay, bị Covid á, 60.000 người, và 60.000 người đó họ cảm thấy họ hạnh phúc tại ở Việt Nam. Có nhiều người ta không tiền, ta đi bán chuối chiên, ông Tây đi bán chuối chiên rủ rọ, ông đi bán báo, ông đủ rồi làm đủ trò ta kiếm sống, nhưng mà cái đồng tiền ta lương thiện mà người ta cảm thấy hạnh phúc ở đất nước này, bởi vì đất nước này hiện giờ cái mạng người ta còn sống. Và ta cũng báo cáo mà hiện giờ cái cô ca sĩ Lệ Thu cũng đã mới vừa mất rồi đó, đó là bị mắc Covid đó. Đấy rồi thì có thêm một nguồn tin nữa là cái ca sĩ, con không biết con có biết ca sĩ Anh Khoa không, lớn tuổi thì cũng trong thời đó cũng đang bị mắc Covid đấy. Nhớ người mà lớn tuổi là mắc Covid là thấy đời sống hâm hiu lắm, bởi vì những người bên này như bác bây giờ bác không dám ra khỏi nhà, có nghĩa là sợ, bởi vì trẻ thì còn vừa còn có thể là còn cứu được, chứ còn già là nó bỏ luôn. Và bây giờ tất cả những cái bệnh dịch Covid bên Mỹ này hầu như là kêu là thả rong rồi, toan rồi, có nghĩa là họ coi như là cho miễn nhiễm cộng đồng luôn, là giống như kiểu như thanh lập vậy, mấy thằng già chứ chết mẹ để cho mấy thằng trẻ sống, đại khái là vậy. Mẹ ông nó không có cứu đâu. Mà nó kêu chừng nào khó thở mới chạy vô, khó thở thì đây mẹ, rồi còn chó gì đâu nữa mà chạy vô nữa. Đó là vậy đó. Ok, thì bác chỉ có mấy lời thôi, nhắn nhủ với nó rồi thôi, bác xuống nha. Dạ.
Dạ, cho cảm ơn bác. Rồi, ok.